Rồi, uh, xin chào quý vị, và bạn trở lại với chân đồng xe ơi. Lâu rồi không cập nhật uh, đầu xe này, uh, Mitsubishi Triton, uh, bán tải của dòng Mitsubishi uh, hiện nay đang được bày bán với 3 phiên bản chính nhé. Quý anh chị ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn đang có nhu cầu tìm mua xe và lái thử, uh, tư vấn thêm về các sản phẩm thì uh, có thể liên hệ trực tiếp với em qua lại đến kèm trên màn hình. Uh, anh chị lưu ý giúp em thì. Uh, khuyến mại hay giá xe có thể thay đổi theo từng thời điểm và theo cái lượng xe về nên là để nhận thêm khuyến mại thì mình cứ liên hệ trực tiếp qua hotline đang hiện ở trên màn hình nhé. Ba à, phiên bản thì rẻ nhất chúng ta có một cầu số tự động 630 triệu đồng, phiên bản cao cấp hơn một chút và cùng khung hình động cơ cũng tức là một cầu số tự động là 740 triệu đồng, lệch nhau vào khoảng 110 triệu. À, phiên bản cao cấp nhất thì là hai cầu số tự động 865 triệu đồng hiện nay thương trình khuyến mại cho cả ba phiên bản thì à, với Mitsubishi Bắc Ninh đang là tặng kèm một nắp thùng cao thấp tùy quý chị lựa chọn camera lùi hoặc chúng ta có thể quy đổi sang bảo hiểm thân vỏ một năm à, tặng kèm với camera lùi tức là đâu đó tổng khuyến mại vào khoảng 20 triệu tùy từng phiên bản và tùy vào lượng xe sẵn hay không thì à, mình có thể lựa chọn khuyến mại nhé bên em có xe lái thử và quý anh chị đang ở những cái khu vực tỉnh ở trên có nhu cầu tìm mua xe có thể liên hệ để bên em sắp xếp xe lái thử đến tận nơi trong tình trạng covid này nhá à, hiện nay thì à, uh, chai tông vẫn được bên em bán khá là nhiều và thật sự là so với uh, những cái đầu xe khác như, như Ford Ranger này hay là hai lắc chúng ta có một số ưu nhược điểm riêng à, đặc biệt với phiên bản 630 triệu thì bên em bán khá là tốt vì uh, đây là một mẫu xe giá rẻ, uh, cái khung hình một cầu số tự động thì nó rất hợp lý cho những các bác ở thành phố vừa kết hợp công việc mà Mitsubishi trai tông hiện nay cái uh, ngoại thất nó khá là đẹp nội thất thì chúng ta có thể trang bị thêm nhé uh, độ đẽo hay là lắp thêm phụ kiện được nó còn lại ngoại thất của Mitsubishi trai tông các bác nhìn thì uh, thấy đèn này la răng này hay là những cái đường nét dập nổi thì hiện nay Mitsu làm khá là đẹp. À, giá lăn bánh dự kiến cho ba mẫu xe thì với cái chương trình khuyến mại tặng phụ kiện thì các bác chỉ cần cộng thêm giúp em 6% thuế tại tỉnh địa phương và khoảng 5 triệu đến 7 triệu tiền đăng ký đăng kiểm tùy vào thời gian mình đóng phí đồng bộ. đó. À, phiên bản thấp nhất thì chúng ta sẽ lăn bánh đâu đó vào khoảng suy sát 700 triệu phiên bản một cầu số tự động 740 thì mình sẽ lăn bánh vào khoảng tầm hơn 800 một chút nhé và phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ lăn bánh dao động vào khoảng 920-930. À, mức giá này thì tương đương với ba đầu xe khá hot của Ford là một cầu số tự động XLSAT hiện nay cũng có mức giảm đâu đó về khoảng 630 triệu đồng. Ford à, Ranger Wide 2 Biturbo hai cầu số tự động thì giá bán chỉ dao động loanh quanh vào khoảng 850-860 triệu tuy nhiên thì chúng ta được lợi thế một chút là vì giá niêm yết thấp hơn nên giá đóng thuế chúng ta sẽ thấp hơn nhá mình lăn bánh thì cũng chi phí cũng sẽ rẻ hơn rồi ưu à, điểm cuối cùng thì nó vẫn là xe nhập khẩu các bác đang có nhu cầu thì nên xem xe trực tiếp và một lợi thế ở bắc ninh là chúng ta có đầy đủ showroom và các showroom đầy đủ xe lái thử để chúng ta tham khảo từng đầu xe bán tải một nên là mình đang có nhu cầu tìm hiểu thì cứ bốc máy alo em để em đưa đi xem một loạt nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo